Hello và chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại channel của mình nha. Cái clip ngày hôm nay thì theo như yêu cầu của anh em đã bảo mình rất là nhiều rồi, thì có yêu cầu rằng là anh ơi hãy làm về một cái clip hướng dẫn nghe tiếng bước chân đi. Thì ok, hôm nay thì mình sẽ solo squad và hướng dẫn anh em cách nghe tiếng bước chân. Map mình chọn sẽ là sàn hốc anh em ạ, tại vì là nó ở gần, rất là gần nhau. Bây giờ thì mình vừa bắn, mình vừa đọc vị trí cho anh em có thể là tham khảo được nha. Đây này, bên trên rất đông luôn này, tầng 2 này. Có một thằng ở ngay bên trên đầu mình này. Đây này, ngay trên đầu mình đây này. Nói có sai đâu. Rồi, bên trái, tầng 2 bên trái. Có một thằng ở dưới cái gọi là cái nhà thùng này nữa. Đấy, anh em nghe thấy không? Bên trái anh, như anh em mà muốn có thể nghe được ấy thì anh em sẽ phải đeo cái tai nghe vào, thì mình nói đến đâu anh em chắc chắn là sẽ nghe đúng như mình nói luôn. Từ đã, có một thằng vừa nhảy từ ngoài nhà y nhảy ra đấy, chạy vào nhà thùng dưới này đấy, nhảy vào này, biết ngay mà. Có một cả bên phải nữa, nhảy vào đây này. Rồi bạn nó vào này, này chuẩn bị chạy qua này, chạy. Rồi, vừa nói xong chạy luôn. Có một thằng ở gần này nữa, đâu rồi? Tưởng góc này nhưng đâu rồi? Hello. À, đây rồi này. Đứng gần à. Gạt luôn bạn, có thằng đằng sau mình. Ui, thôi. Định mệnh anh luôn. Nào, bạn bước vào. Một thằng trên, một thằng dưới. Một thằng trên, một thằng dưới. Té té thằng té. Biết ngay mà. Mình bắn như thế là chắc chắn là thằng trên sẽ chạy xuống, tại vì là nó thấy mình nốc mà. À, nó thấy mình lốc đồng đội nó mà, nó phải chạy xuống thôi. Bên ngoài kìa, hai thằng đang bò kìa. Bây giờ thì mình công lên thằng này luôn. Công lên thằng này luôn này. Một thằng nữa đang chạy vào này. À, đồng đội chạy vào cứu bạn rồi. Biết ngay mà. Đồng đội chạy vào cứu bạn này. Rồi, thế là cờ lia nguyên cái khu này. Vẫn còn tiền súng ở trong khu này thôi. Từ từ mình nút qua rồi mình đi tìm bọn này. Kìa kìa, ui, tiếng súng ở mãi bên đầu bên kia cơ. Rồi mình qua bên đấy luôn. Từ đã, có mũ ba này. Đấy, anh em cứ... Anh em nếu mà xem cái clip này thì chắc chắn là phải đeo tai nghe. Thì anh em sẽ nghe đúng như cái mà mình nói luôn. Mình sang bên kia đã. Đây, chạy. Có tiếng bắn nãy giờ bên này này này. Ngồi đây làm gì vậy thanh niên? Vẫn còn. Nó không thể bắn một mình được. Trong cái khu này thôi. Thì coi như thế là đối với một số kỹ năng nghe của mình. Một là anh em sẽ có phải một cái tai nghe. Phải có một cái tai nghe nha. Nói chung mà không cần đắt lắm đâu, nhưng mà nó khá ổn định là được. Ví dụ như là anh em nào chơi iPhone ấy, thì sử dụng cái tai nghe mà chính cống của iPhone ấy chắc chắn là sẽ tốt, nó không đắt lắm đâu, hình như là mình nhớ đâu đó là mấy trăm nghìn thôi. Thì anh em nên đầu tư đây này. Ui dồi ôi, chạy kìa, hai bé đang chạy kìa. Thì anh em nên đầu tư một cái tai nghe xịn sò con bò này cho mình. Tiếp, ô bọn này chạy qua trái, chạy qua, ui ba tên, ba thanh niên rủ nhau đi châu đi đâu mà rồng rắn vậy, ngã đủ nào. Bạn chạy qua đây này thì lại qua đây này, một tên rồi, một tên nằm xuống. Chị đoàn à, này thì chị đoàn này, này thì chạy nữa này. Ui, tên kia mình bắn nó yếu lắm rồi đấy, mình cầu lên luôn anh em ạ, không được để cho bọn này. Rồi nốc cả ba thanh niên. Ô phun cúp đi. Ui hồi, nguyên ba chị em này. Ui trời ơi, trời ơi, mình xin lỗi nha. Trời ạ, ba chị em vãi trưởng ạ, mình xin lỗi nha. Nếu mà ba bạn nữ này có xem clip của mình ấy thì đừng có mà coi như thế là, trời ơi, bắn nhau tỏi trong này đây này, kinh khủng tởm. Cái bot cam mình vừa đi thôi thì lại dã nhau trong này. À đủ, tại sao đứng ngó mình này, một ông Trung Quốc thì phải này, thì tại sao đứng ngó mình này, dám ra đây mà ngó mình à. Có một tên cầm Groza nữa. Đâu rồi, bạn bước qua đời nhau đi. Mình đứng đây, mình sẽ xem là... À đủ. Đi
vào đây này. Rồi. Đúng tên này cầm Gro ra luôn. Bạn đen rồi. Đỏ thử thử xem. Thế là thanh niên này cũng đang định sang cứu bạn anh em ạ. Mình đứng ở cái chỗ đấy, chắc chắn là mình sẽ nghe được tiếng chân của thanh niên đó chạy vào. Nhưng mà không ngờ là thanh niên này vòng hắn ra một phía sau. Nên là mình đứng mình bắt được luôn. Ôi chút nhà đạn ốp này. Cái nick này là mình gỡ từ trên shop của mình xuống mình chơi ấy mà. Anh em có nhu cầu mà mua ác thì có thể vào shop linkatm.com nha. Toàn ác xịn rồi. Cái ác này cũng là một cái ác cực kỳ là xịn luôn. Mà giá thì mình bán anh không ở đâu rẻ bằng đâu anh em. Mình đảm bảo với anh em luôn, shop mình bán rẻ nhất trong tất cả các shop luôn. Đấy, chuyên mục quảng cáo đến đây là kết thúc rồi đấy. Rồi, mình lượn quanh cái khu bốt cam xem còn người không, tại vì vẫn nốc mà. Lượn nãy giờ thì không có ai, mình lại xúc được cái thính, mình nhặt được cái thính, bắn luôn anh em ạ. Xem là trong cái thính này có gì. Còn có 12 tên nữa thôi. Không biết là có gọi là lên được 20 kill không đây này. Thính cũng AUG mới ốp luôn. Ốp. Đi đâu vậy anh trai? Bét chầu 9x. Ồ. À ha, thanh niên này trên top máy bay. Ủa ôi. Thanh niên vừa rồi là trên top máy bay. Tiếp tục truy tìm thôi. Có tiếng xe. Chiếc xe qua cầu. Ôi giời ơi, đi túc túc à? Nào. Đâu rồi? Này thì đi túc túc này. Này thì chạy này. Chạy này. Ủa ôi, nó yếu lắm rồi. Siêu phẩm yếu các thứ. Mình đẩy xuống luôn này. Nào, bạn bước ra. Hello anh trai. À, chạy qua đầu này à? Này thì đúng thay đạn mới tôi này. Tí nữa thì mình hoảng. Này thì đúng thay đạn này. Từ từ đã lên đây bơm máu. Ôi thôi, có tiếng ở cầu. Có tiếng ở cầu. Ôi may mà mình nghe kịp. Em nghe thấy không? Có cái tiếng ở đằng sau đấy. Nếu như là bên phải bên trái thì nó sẽ rõ hai bên. Còn nếu mà bên đằng sau ấy, anh em quay đi là nghe được như kiểu là ở giữa luôn đấy. Đấy là anh em đoán được ngay. Nhưng mà cái chính là anh em phải đeo tai nghe nha. Đù. Thanh niên kia nó KS mà. Ui ai nhắn tin nhiều thế. Thanh niên này KS một mất một mạng của mình. Mình sẽ bắt thanh niên này phải trả giá anh em ạ. Không thể nào mà KS trắng trợn vãi nồi thật. Rồi bạn ở bên kia ngoài bo. Mình đảm bảo bạn sẽ phải chết. Người ta nói rồi, người làm cờ hó không thể hưởng được. Nên là bạn sẽ phải nằm xuống sớm thôi. Đây rồi. Này thì chạy. Này thì KS này. Mình bảo rồi mà, mình sẽ phải cam cho bạn. Khi nào mà bạn phải tắc thở luôn. Chạy vào bo đã anh em ạ. Bo đau. Bo quá đau luôn. Trời ạ, bo cuối mất rồi. Cố gắng kiếm 20 mạng nào. Đâu rồi? À, đây này. Đây có một tên này. Rồi, bạn đang chạy lên. Mình nghe tiếng chân này từ cái lúc mà mình chạy gần vào bo rồi. Ngó tôi này. Ui ôi. Rồi, bình tĩnh anh trai ơi. Anh trai. Nam. Đâu rồi? Ui, đằng sau mình có người. Đằng sau mình cũng có tiếng nữa. Ui. Rồi, đằng sau mình có một tiếng. Đây, sau hòn đá. Chết rồi, mình hết đạn từ đã. Anh ơi, bình tĩnh anh ơi. Cho em nhặt thêm ít đạn. Để nó vẫn lùi nhùi. Rồi. Sau tảng đá cạnh bên phải. Đây, mình đáp quả bom này cho nó ù tai thì mình sẽ đẩy lên. Đấy, anh em vừa coi như thế là học cách di chuyển cũng nghe tiếng bước chân nó phải mượt vào. Đâu rồi? Ủa? Thế người đâu rồi? Ủa? Vừa, chắc chắn ở đây mà. Không thể đi sai được. À, đâu rồi? À đâu, mình nhầm. Phải không ta? À đúng rồi, à đủ. Nằm ở đây này. Mặc đồ cỏ nằm đấy này. Cờ lia luôn cái team này. À tên này. Vậy là solo kill 1-1 rồi. Thôi, bạn ra bạn kia đi. 21 kill rồi. Bạn sẽ là kill thứ 22 của mình. Bạn đừng chạy nữa. Không chạy được đâu.
Nó chắc chắn ở khu dưới này thôi. Mình đảm bảo mấy anh em luôn, tại vì khu trên thì mình đã dọn hết rồi. Anh em 1v4 là anh em phải cực kỳ bình tĩnh nha. Ơ, cái chóp gì đây này? Phải không? Đúng rồi. Đúng rồi. Một ôi. Này thì cái chóp này. Ui trời ơi. Chỉ có một lần thôi. Làm sao mà có lần hai được? Chết ngay. Ok. Vậy là mình cũng đã hoàn thành xong một trận đấu top 1. Và cũng gọi là hướng dẫn cho anh em một tí cơ bản về cái kỹ năng nghe, di chuyển một tí. Anh em thấy hay thì đừng quên để lại cho Linh ATM một like cũng như một đăng ký kênh nhé. Và comment luôn cái chủ đề mà anh em muốn mình làm tiếp theo hay là hướng dẫn về cái gì. Anh em cứ comment nhiệt tình ở phía dưới nha, chắc chắn mình sẽ đọc. Ok, hẹn anh em những clip tiếp theo.